Quý nhà xin biết chào quý cô bé anh chị em. Lên ở đâu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhé. Thì mới vừa đây quý nhà có nghe một cái thông tin khá là vui từ phía bên Quỳnh Trang, Thi Ngân và Tuyết Nhung là trong ngày hôm nay là ngày 3 tháng 1 của năm 2022 vào lúc 19 giờ tối tại thôn 9, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế thì các em sẽ tham gia giao lưu văn nghệ trong cái chương trình kỷ niệm Huy Nhật Thân Phụ lần thứ 45. Và với sự góp mặt tham gia của ca sĩ Quỳnh Nhi, chắc có lẽ quý cô chú anh chị em cũng biết cô bé này hát dân ca cũng khá là mượt mà và hay. Bởi vì lẽ đó, cho nên rằng là tối ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều cái tiết mục hay hấp dẫn để gửi tặng cho tất cả quý cô chú anh chị, những người yêu thương và luôn ủng hộ Quỳnh Trang, Thiên Ngân và Tuyết Nhung trong thời gian vừa qua. Và thật sự để mà nói đó quý cô chú anh chị, hiện tại bây giờ chắc có lẽ ở một nơi nào đó cô hai cũng sẽ cảm thấy rất là ấm lòng. Bởi vì sau khi cô ấy ra đi, đại gia đình luôn ấm áp, luôn tràn đầy cái sự yêu thương, cũng giống như là che chở và bảo bọc lẫn nhau. Và các con của cô hai thì càng ngày càng vững vàng, càng ngày càng trưởng thành và có những cái bước đi vững chãi hơn. Sở dĩ mà quý nhà nói về cái sự việc này á, thì quý cô chú chị em biết rồi, một đứa trẻ được sống trong một cái môi trường tốt, được yêu thương, được chăm bẵm thì sẽ có biết bao nhiêu là cái sự hạnh phúc. Nói á, đến hiện tại bây giờ mà quý nhà vẫn cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì quý nhà biết rất là rõ là cô hai chăm sóc các con của cô ấy rất là kỹ càng. Và cô ấy luôn tạo tất cả những cái cơ hội, những cái điều kiện để các con của cô ấy phát triển. Và bản thân của chúng ta khi mà nuôi một người con thôi quý cô chú chị cũng đã cảm thấy rất là khó khăn trăm bề rồi. Nào là cơm áo gạo tiền, nào là làm sao để lo cho con mình ăn học khôn lớn trưởng thành nên người. Đó là một trong những cái bài toán rất là nan giải đối với phụ huynh. Mới vừa đây thì mọi người cũng đã nghe được cái thông tin về bé Hạo Nam rơi xuống cống 35m, đúng không quý cô chú chị? Nghe thôi thì chúng ta đã cảm thấy nó thốn ở trong tim rồi. Bởi vì sao? Nghe cái hoàn cảnh của em, nghe đến gia đình của em, nghe đến cái cách mà em đi làm để kiếm 60.000 đồng để đi học võ, để theo đuổi cái đam mê, để làm một cái gì đó để phụ giúp cho cha cho mẹ, thì đủ để hiểu được rằng là cái cuộc sống nhọc nhằn, cái cuộc sống nó khó khăn khi kinh tế mình nó không có. Có nhiều người người ta lên tiếng á, người ta trách móc phía bên ba mẹ của bé Hạo Nam là tại vì sao lại để con mình đi như thế này như thế kia. Nhưng mà quý cô chú anh chị em biết không, cơm áo gạo tiền nó đè nặng trên vai quá. Làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn rằng lo cho con của mình. Cho nên rằng là cũng phải đi bươn đi chải với cuộc đời. Nhưng mà cái xui cái rủi nó đến với bé Hạo Nam thì mình đâu có biết được đâu, đúng không quý cô chú chị? Có những người người ta chỉ ước ao đơn giản rằng là được cấp sách đến trường, được theo đuổi cái niềm đam mê mà bản thân của mình ao ước. Còn bản thân của anh Cờ thì quá là may mắn, đúng không quý cô chú chị? Được cô hai nhận nuôi, được cô hai chăm bẵm, được cô hai lo lắng, ăn xài giống như là thiếu gia vậy đó. Đi làm cái đầu tóc 4-5 triệu bạc là chuyện bình thường. Mặc một cái bộ đồ vest mấy triệu là chuyện bình thường. Đi chơi sang chảnh đó là chuyện bình thường. Tất cả những cái gì liên quan đến anh ta và tiền là tiền do cô hai bỏ ra cũng là chuyện bình thường. Và cái sự bình thường đó, nếu như mà anh ta vẫn ở dưới quê thì nó còn bình thường, không quý cô chú anh chị? Hay là phải chạy vẫy từng bữa, chạy vẫy cơm áo gạo tiền đồ này nọ các kiểu, vậy mà còn không biết ơn nữa, vậy mà còn không biết quý trọng những gì mà mình đang có nữa. Nhìn người ta khổ sở đi kiếm từng đồng
chạy vẫy từng bữa, lo cho con của mình, thì hiểu được rằng là cái cuộc sống mưu sinh nó muôn vàn khó khăn, chứ không phải rằng là đơn giản. Một người mẹ tần tảo đi làm lụng rồi còn phải lo cho đàn con thơ của mình ở nhà cho nó thật là chu toàn, đi hát hàng cái cuốn họng để kiếm tiền về trang trải cho nguyên cả một đại gia đình như vậy, thì thử hỏi rằng là cô hai đã làm gì sai, đã làm gì có lỗi đối với gia đình của anh Cờ hay là không? Bởi vì cô ấy tốt quá đúng không? Cô ấy lo toan nhiều quá đúng không? Gia đình của anh ta chỉ ăn không ngồi rồi thôi để mà tạo ra cái kế này kế nọ, tạo ra những cái câu chuyện sai lệch về cô ấy, rồi hạch hoẹ cô ấy, hạch hoẹ cả một cái gia đình của cô ấy. Để rồi làm gì? Để rồi mang cái tội trời đày. Và bản thân đây cũng sẽ là một trong những cái câu chuyện mà chắc có lẽ những bậc làm cha làm mẹ khó có thể nào mà quên được, bởi vì nó quá là đau lòng. Nghe từng cái câu nói của mẹ Hạo Nam thì đủ để có thể hiểu được rằng là cuộc sống mà không đầy đủ kinh tế, cuộc sống mà mình không thể nào lo cho con của mình được, lỡ con của mình nó xảy ra cái bất trắc gì thì cha mẹ sẽ là cái người mà đau đớn nhất. Cho nên rằng là qua cái câu chuyện của bé Hậu Nam, thật sự nó không liên quan gì tới gia đình của cô hai, nhưng ở đây Quýnh Nhà muốn nói một điều rằng là để nuôi một người con nó vô cùng là khó khăn với cô chú anh chị. Và để có kinh tế vững vàng để mà nuôi dạy con của mình thì nó lại là một cái gánh nặng, một cái sự gì đó được gọi là làm cho cho mẹ của mình phải luôn suy nghĩ. Thật sự nhìn thấy cái hoàn cảnh của bé Hậu Nam, ai mà không thương, ai mà không đau lòng. Nếu như sở dĩ thời đó cô hai không nhận anh Cờ về làm con nuôi thì giờ đây anh ta có được cái ngày hôm nay không quý cô chú chị? Nó đơn giản như vậy thôi. Cuộc sống này á, muôn màu muôn vẻ lắm, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cho nên rằng là những cái con người mà ở bên ngoài, người ta làm sao mà hiểu rõ được tất cả những cái sự hy sinh thầm lặng của cô hai đã dành cho anh Cờ là như thế nào. Cái sự nguy hiểm là nó luôn rình rập xung quanh chúng ta, nhiều lúc chúng ta không thể nào mà tưởng tượng được. Ví dụ như bé Hậu Nam đâu có ngờ rằng là bé 10 tuổi rồi mà lọt thổm xuống cái cống đó đâu, đúng không quý của chú anh chị? Đó, bậc làm cha làm mẹ cũng không thể nào mà ngờ được những cái điều đó, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Nó xảy ra, trong khi đó ba mẹ chỉ biết nhìn và bất lực thôi. Thì bản thân của cô hai cũng vậy. Khi mà nghe những cái thông tin về các con của mình, hay là muốn nhận các con của mình, nó đều là một cái gì đó được gọi là duyên số. Mọi người biết sao không? Cái lúc mà cô hai nuôi anh Cờ, bản thân của anh Cờ đi học không biết vì cái lý do gì mà bị cô giáo phạt. Nghe anh Cờ mà hít đất, nghe anh Cờ mà bị cô giáo phạt á, cô hai buồn lắm, tức tốc chạy về, muốn hủy bỏ cái show diễn luôn. Mọi người thử nghĩ coi, một cái người dưng nước lã giống như cô hai thôi mà cô ấy thương anh Cờ đến cái mức độ như vậy, lo cho cái tương lai, lo cho cái sự nghiệp, đi cày đi bừa kiếm tiền để có thể là trang trải cho 23 người con của mình. Thì thử nghĩ rằng là nuôi một người con nó đã khó lắm rồi, còn đằng này cô ấy phải chăm chút cho từng người con, mà đến tận 23 người con và cả gia đình của anh Cờ. Trong khi đó bố mẹ của anh Cờ làm gì? Ở trong nhà của cô hai chứ làm gì? Mà người ta có lo gì cho cái việc học hành hay là cái vấn đề tâm sinh lý của anh Cờ trong cái độ tuổi dậy thì đồ này nó các kiểu không? Không. Rồi đến tại thời điểm bây giờ, khi mà cái sự việc nó vỡ lẽ ra, biết bao nhiêu là cái câu chuyện xuyên tạc và bịa đặt, đáng lẽ những cái người ở trong gia đình của anh Cờ phải là cái người lên tiếng để nói thay cho cô hai cơ, nhưng mà họ vẫn không lên tiếng. Thì thử nghĩ rằng là con người nuôi tận 6 năm mà đối xử với cái người ơn của mình như vậy,
thì còn có nghĩa tình gì nữa để mà nói nên lời không quý cô chú anh chị. Đơn giản sơ sơ thôi, có nhiều người á, người ta mong ước chỉ có 10.000, 20.000 thôi, cũng không có nữa. Còn đằng này anh còn đi làm cái đầu tóc đây nè quý cô chú anh chị, tặng 5 triệu đồng, cô hai vẫn rút ngót nghét đưa cho anh ta. Hay là những cái câu chuyện ở anh ta đi hộp fan hay gì này nọ các kiểu, sống sang chảnh lắm nha quý cô chú anh chị, sống cực kỳ sang chảnh. Khác với cái thời mà anh ta ở dưới quê, cái thời mà phải đi hát đám ma, đám cưới đó, để tích góp từng đồng, từng xu, từng cắt bạc để gửi cho cha, cho mẹ của mình, để mà chi tiêu vào trong gia đình. Mọi người thử nghĩ coi, nếu như anh ta không được cô hai nhận, thì giờ này anh ta đang làm gì, đang ở đâu, mọi người có biết hay là không? Có đoạt được giải quán quân, có nhận được 200 triệu đồng rồi có về quê để có thể là kiếm kế mưu sinh đi chăng nữa, cũng chưa chắc bây giờ đã thành ra cái gì nữa, chứ đừng có nói gì mà làm màu làm mè như hiện tại bây giờ. Ok, cái đoạn video này của nhà thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn giữ cho sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.